Mai thầy dạy thế cho cô chứ không phải cô dạy. Thầy chưa dạy mà thầy nhớ hay chưa? Nhớ được cầu nguyện chơi mỗi ngày chứ. Mấy hôm nay đau cái chân bên này mà không biết làm sao. Hôm qua đi ăn đám cưới gặp cô đang ngồi bên đó, thầy ơi con cũng đau cái này nhưng mà thầy biết nó đau đây nhưng mà sự thật nó đau ở đâu không? Đau bên kia. Đau sau lưng. Bảo nhưng mà thầy đâu có đau sau lưng không? Nhưng mà là vì cái lưng. Thầy cứ tin đi, thầy mua cái này về thầy tập này. Ủa? 20 đồng này treo lên cửa. À mà cho nó giảm. Cần lắm tôi thấy mà cho nó kẹt trên ống kính rồi sẽ nói thầy thì được vậy cũng sao đâu da phải không da bị dạ. Giống như bị thoát vị địa đệm thì cho chèn cái dây thần kinh tại vì đó có trong cái lớp thánh kinh mà tôi giúp lâu này rồi gần 20 năm có cái chuyện đó chị bị cho con coi cái đó chị á Amazon chiều nay nó deliver là xong mình rị ra hả tôi là partner của Amazon. Cái gì mua Amazon? Chị đó chị bị đau lưng mấy năm trời, đi bác sĩ đòi mổ với là đủ hết á. Chị đó sợ là dạ dạ thằng kinh tọa nó đòi mổ đó, mổ ghê lắm, mổ cùng cái chen mà mấy phần trăm. Thầy nó mua cái này nè. Này cái cơ thể của mình đó, chúa tạo dựng lên nó. Mua cái này về tập nè. Nhưng mà tại vì nó bị trật rồi mà nó thôi. Đó. Bây giờ mình thấy ngay cả Mỹ đó họ bác sĩ Mỹ họ cùng nghiên cứu về về cái này nhiều lắm về cái chỉ có tập cái sai nó nhiều đó cho nên nó đỡ lắm đúng rồi. Cái này nó là mình bị vấn đề trên lưng đúng rồi đó thầy bị lưng giống như mình bị trượt nhưng không bởi vì tôi thấy là từ những đau đây cái đau ở dưới nó đau chỗ này thôi quá cho sắp kỳ giờ tối qua đi ăn đám cưới rồi ngồi với cô đó cô nói thầy ơi con cũng đau chỗ này nhưng mà thầy biết thực sự cũng vậy này đâu cái lưng mình ấy nhưng mà thầy lưng đâu có đau lưng con đâu có đứng lâu đau lưng đâu nhưng người ta chỉ con về con cùng làm về hết rồi con cũng bị nè mà mấy đoạn đau từ đầu gối đi đâu, lên, đâu, 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 đi đâu, lên đâu. Đùi đi lên thắt lưng rồi giờ đi lên lưng luôn rồi đó, hay quá tự nhiên bữa nay đi thầy chỉ cho cái này mua pull up bar cái giá này là giá tương đối cũng được với giá rẻ hơn 10 mấy đồng thôi sức khỏe mình quan trọng hơn 21 đồng cũng được 21 đồng đó là để kéo cái lưng ra trẻ già gì cũng hay kéo cho cái xương sống nó trở về ổn định nó bị trượt đi rồi mình cái bài hôm nay là bài gì tin mừng nước trời. Rồi, bây giờ chúng ta đứng lên cùng nhìn với nhau nhé. Xin danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cái chữ tin mừng đây ấy, là cái niềm vui này là niềm vui mình không thấy được nhưng mà mình cảm được, mình tin được. Nó có tính cách siêu nhiên nhé, cái chữ tin mừng. Tin mừng nó có cách siêu nhiên. Mà đời sống của chúng ta biết rồi. Nó vừa có thể xác, vừa có linh hồn. Cho nên cái này nó thuộc về cái phần siêu nhiên của đời sống của mình. Khi Chúa dựng tôi và anh chị em, Chúa dựng cả thân xác và cả cái linh hồn nữa nhé. Chúng ta quý trọng là quý trọng cái linh hồn được. Không phải chỉ ăn với ngủ không chán lắm nhé. Ăn ngủ nó phải có ý nghĩa nhé. Cho nên cái tin mừng đây nó nói về một cái tin siêu nhiên của đời sống, thuộc về đời sống chúng ta. Và thứ hai là nước trời. Dạ, nước trời. Người nào mà cảm nghiệm được giấy đi qua đây chẳng hạn, vô qua đây rồi, mai mất còn làm cốt tiệm nữa. Mình cảm thấy trong đời sống tự nhiên là thấy là vui quá rồi. Đó. Nhưng mà bây giờ tôi và anh chị em còn nước trời nữa. Thôi ra mà kinh nghiệm quý. Thì bây giờ chúng ta đọc cái phần đầu này. Khi Chúa Giêsu đến, Chúa nói thời kỳ đã mãn, có nghĩa là thời kỳ đã đến rồi và triều đại đã đến gần. Triều đại hay là nói nước Chúa hay là
nước Thiên Chúa cũng là một nhắc nhớ trong cái Kinh Thánh, như mình hiểu như vậy. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Tin mừng thì như chúng ta vừa nói là một cái tin gì đó cho đời sống về sau của chúng ta. Rồi đọc kế tiếp bài học. Rao giảng các dấu lạ cũng như chính bản thân Chúa Giêsu cho thấy nước trời đã khởi đầu khi Ngài xuất hiện. Nước trời đã khai mạc nhưng chỉ hoàn tất trọn vẹn vào ngày tận thế. Ngài mời gọi mọi người hối cải và đón nhận tin mừng và gia nhập hội thánh. Vậy tin mừng nước trời Thiên Chúa là gì? Nước trời không phải là một nơi chốn nào hết á, nha. Giống như là nước Mỹ, nước Việt Nam, nó không phải. Nước trời không phải là một nơi chốn. Nước Thiên Chúa cũng không phải là một nơi chốn. Nhưng mà nó là cái tình trạng, một tình trạng. Hay là mình nói cái status về cái tin mừng đó. Cho nên nếu mà đã không có nơi chốn thì mình có thấy không? Không. Với cặp mắt sắc thì mình có thấy không? Không, không có, làm sao mà mình thấy được. Nhưng mà cái này nó thuộc về niềm tin nhá. Thuộc về niềm tin, thấy bằng con mắt đức tin nhá. Nói đơn giản thế này thôi, chưa nói cao siêu đến vấn đề Chúa. Mình có thấy không khí không? Không. Nhưng mà nó có không? Có. Có. À, mình đơn sơ thôi. Sáng dậy mà rờ lên bụi mà thấy tắt hơi rồi là hết rồi. À, có những cái như vậy. Cái tình yêu nó có không? Có. Tình yêu mình có thấy không? Không. À, mình đâu có thấy đâu. Cảm nhận. Mình thấy hôn nhân cảm nhận về thôi, chứ còn thực sự là không thấy. Nhưng mà nó tồn tại. Nó có nhá. Cho nên để hiểu cái tin mừng nước trời là chúng ta nhớ thứ nhất là cái niềm vui tuyệt vời của đời sống thiên liêng của mỗi người chúng ta. Và nước trời không phải là một chiếc gió, nước trời là cái tình trạng của linh hồn mình nhá. Qua lời rao giảng, tuy nhiên đây là nói Chúa Giêsu nhá. Các dấu lạ cũng như chính bản thân Chúa Giêsu, Chúa cho thấy nước trời. Chúa rao giảng về nước trời, về chẳng hạn như hãy ăn năn sám hối nhá, về tha thứ. Ấy là Chúa làm phép lạ, người mù Chúa mở mắt thấy, người phong cùi Chúa chữa lành mình nhá, người tội lỗi Chúa chữa. Tất cả những cái đó là phép lạ. Thì chúng ta từ từ đi vào đạo, chúng ta thấy những việc là mình chỉ có Thiên Chúa mới làm được. Mặc dù Ngài mang cái thân phận thân xác như chúng ta, nhưng mà là Ngài là Thiên Chúa nha. Thì chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đến nhờ mặc khải như vậy, cho nên con người mới biết nước trời là như thế nào nha. Và cái đó là cái tin vui cho con người, tin mừng cho con người. Ok, kế tiếp. Ơn của tin mừng là tình thương của Thiên Chúa. Đức Giêsu dạy chúng ta biết rằng chúng ta có một người cha trên trời. Chính cha đã dựng nên vũ trụ và con người, và muốn ban cho con người và vạn vật được sống và sống dồi dào, nghĩa là sống hạnh phúc đời đời. Chúa là cha, và đương nhiên là một người cha hằng yêu thương chúng ta là con cái của Ngài. Dù chúng ta tốt hay xấu, Thiên Chúa vẫn che chở giữ gìn, vẫn mưa hồng ân, và Ngài có thể biến cải sự dữ thành sự lành cho những ai có lòng yêu mến. Ok, mình có tin là xấu hay tốt gì Chúa cũng thương không? Có. Có tên không? Ôi, cái thằng này nó xấu quá. Mình nói là thằng này nó xấu quá, thôi đừng chơi với nó. Đó. Đừng cho nó đi. Nhất là nhà nó ở cái khu đó à, đừng có mưa xuống nhà nó. Được không? Chúa có làm vậy không? Không. Có thấy khi mưa Chúa có biết chỉ có đứa nào tốt Chúa mưa, nhà nào tốt xúc đi vi sinh là giàu ấy, mưa thôi. Có không? Không. Những cái nhỏ nhỏ đó xin mời anh chị em cảm nghiệm tình người cha như thế nào. Chúa yêu thương tất cả và gìn giữ chúng ta. Tôi lên xe nhiều lúc tôi quên làm dấu, nhưng mà khi tôi đến nơi rồi tôi mới cảm tạ Chúa. Đúng là tôi phải ngay lúc đầu tôi phải xin Chúa giữ gìn con,
Nhưng mà đọc cái này mình thấy là Bạch ơi mày nhớ nhớ tao vẫn che chở mày. Mình phải cam nghiêm như vậy. Mình là thân phận yếu hèn, làm sao mà mình nhớ những cái chuyện đó. Chắc là nên thắng rồi đó. Cho nên mình thấy qua những cái chuyện đó Chúa vẫn mưa hồng ân. Và đặc biệt Ngài có thể biến cải sự dữ thành sự lành cho những ai có lòng với Chúa. Ví dụ cái người mà kẻ thù của mình á, là cái đó là đương nhiên là một cái sự dữ cho mình rồi, phải không? Dữ không? Dữ. Cái đó mình nó coi sự dữ không? Cái hàng xóm nó cà chớn hoài á, nó khó chịu không? Nó là sự dữ không? Nhưng mà Chúa có thể biến đó thành sự lành ở điểm nào? Vì mình nhìn thấy cha mình là người yêu thương và mình nói giống Ngài, cho nên Ngài có thể biến mình từ cái nhìn, từ cái ghét, cái cay ghét đắng đó đó, mình bắt đầu từ từ thay đổi mình nhẹ nhàng hơn với người bên cạnh. Đó là Chúa có thể làm, mình sức mình làm không được. Sức mình đúng là kêu cảnh sát bắt nói ra đâu gì nữa mà không. Nhưng mà không, Chúa làm được nếu mình yêu mến Chúa. Thấy chưa? Nếu mình yêu Chúa hết lòng. Ok. Rồi đọc tiếp câu kế tiếp. Cha trên trời. Cha trên trời biết rõ mọi nhu cầu của con cái và hằng nhận lời những ai thành tâm kêu cầu với niềm tin yêu phó thác. Với niềm tin yêu phó thác. Cha để đọc tên này đây. Okay. Chúa biết rõ mọi nhu cầu của con cái mình lắm. Cái câu chuyện có một cái ông đại đội, gọi như viên đội trưởng ở trong cái làng đó, mà đội trưởng đó là người La Mã. Người La Mã với Do Thái là họ cũng ưa, giống như là Do Thái nó coi nó bị thuộc địa của La Mã. Cho nên cái ông này là ông người La Mã, mà Chúa Giêsu là người gì? Do Thái. Người Do Thái nhá. Nhưng mà ông rất tha thiết nguyện cầu. Ông gửi người đến gặp Chúa. Ông gửi người đến gặp Chúa để làm gì? Xin Chúa cho người tôi tớ của ông ta, tôi tớ được khỏi bệnh. Thì Chúa mới chưa bao giờ thấy một người mà có cái niềm tin làm được như vậy. Thưa ông, Chúa nói nha, nếu mình tin vào phó thác, ông này ông phó thác, thì Chúa nói để Chúa đến nhà chưa. Nhưng mà ông này hay cái này mà đến rồi cả giáo hội, mai mốt chúng ta đi lễ chỉ nghe câu này nhé: lạy Chúa, con chẳng xứng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì con sẽ lành. Nghĩa là trước khi anh chị em, mai mốt anh chị em trở thành con cái Chúa, được lên rước mình thánh Chúa là Chúa của chúng ta, Chúa của vũ trụ, Chúa cả trời đất, hình cái bánh và báu nữa. Cái ông này ông trả lời câu đó, bởi vì ông đâu có xứng đáng đâu. Nhưng mà chính ngay cái lúc đó con ông được lành bệnh. Thì giáo hội lấy cái câu này, mình đâu có xứng đáng, nhưng mà với niềm tin, với phó thác, mình nói với Chúa trước khi mình lên rước Chúa. Như tôi chẳng hạn, mỗi lần rước lễ cái câu đó câu đánh đồng tôi, nhưng tại vì tôi thấy tôi cũng còn nhiều thiếu sót lắm, nhiều thiếu sót lắm. Cho nên lạy Chúa, con chẳng xứng đáng Chúa ngự vào lòng con. Ông nói đây là Chúa không xứng, Giêsu không, ông không xứng đáng để Giêsu tới nhà ông chữa bệnh cho tôi tớ thôi nhé. Thì đó, Chúa Cha là như vậy. Cha mẹ trần gian còn biết cho con của tốt lành, thì Cha trên trời còn tốt lành hơn nữa, luôn tìm kiếm và tha thứ cho chúng ta là con cái. Phương Anh nghe này, dài nhất trên đời này là không có yêu. Cứ suy nghĩ kỹ đi, không có gì dài nhất là không có yêu. Vậy thì người không học họ có yêu được không? Có. Người thông minh họ yêu được không? Được. Yêu. Ai cũng yêu được hết. Ai cũng yêu được. Nếu mình nghe được cái tin mừng này rồi đó, nghe được tin mừng về nước Chúa đi rồi đó, thì không có cái dài nhất là không yêu. Nhưng mà yêu kiểu nào? Yêu cho đúng kiểu nhé.
yêu cho đúng kiểu, yêu kiểu mà Chúa Giêsu mặc khải chỉ cho chúng ta đó. Yêu có nghĩa là cho hết, không có giữ gì hết, hết lòng hết trí khôn. Khó lắm chứ thầy nói là cái này là cái một thách đố cho tôi và anh chị em trong đời sống hàng ngày. Bao giờ mình cũng giữ lại hết á, giữ lại một phần nào đó, không nói chuyện tiền bạc mà thôi, giữ lại cả cái tôi dễ ghét của mình. Tôi muốn về thôi mà nóng làm mới kẹt, không chịu. Cho nên nhé, khó lắm. Nhưng mà đừng có lo, Chúa biết mình yếu đuối mà Chúa vẫn giúp mình. Quan trọng là mình có cố gắng hay không thôi. Anh chị nghĩ rằng ngày hôm qua kia mình mừng lễ các thánh, người Công giáo mừng lễ các thánh ở trên trời đó, các thánh ở trên trời. Các thánh có phải là những người thánh thiện ngay từ nhỏ tới lớn không? Không, các thánh là những người vấp ngã, tội lỗi. Nhưng mà khác mình là cái điểm nào? Là họ đứng lên, họ đứng lên. Thấy không? Mình té mình cũng đứng lên cho nó té luôn, là theo bà này theo luôn, dù đã có vợ rồi cũng chưa bỏ đó. Tính mình là như vậy, cho nên Chúa luôn tha thứ cho con gái của Chúa. Cho nên đừng có mặc cảm. Mặc cảm mình là tội lỗi là mình kiêu ngạo. Mặc cảm là kiêu ngạo, mặc cảm mình tội lỗi là kiêu ngạo. Mình biết mình tội lỗi thì đứng lên. Chứ nói tôi có tội quá, mình không dám tới nhà thờ. Không được, Chúa đang đợi mình để tha thứ mà. Những cái can đảm từ nhà mà bước tới nhà thờ là thấy ăn tiền rồi. Chúa đã đón rồi. Cố gắng lên nha. Ok. Rồi, kế tiếp đọc tiếp. Đức Giêsu là mẫu gương cho chúng ta noi theo để nên giống Cha trên trời. Ngài dạy chúng ta sống nhân từ, không xét đoán, sống trong sạch, sống khoan dung, hay cứu giúp, luôn tha thứ đối với hết mọi hạng người. Ngài còn dạy chúng ta tin tưởng, cũng như cách thức cầu nguyện, và cầu nguyện không ngừng. Thì khi mình nói đến tin mừng, thì Chúa Giêsu đến để đưa cái tin mừng nào vào cho con người qua cuộc đời của Ngài. Trước hết Ngài nói về Cha Ngài như thế nào, chúng ta vừa học xong. Rồi đến Ngài làm cái gì để nói đến cái tin mừng này, thì Ngài đã chỉ cho chúng ta về cách sống giống Chúa Cha trên trời nhé. Là dạy chúng ta nhân từ nhé. Anh chị em mà đi cái lớp này đó, Chúa đổ ơn nhiều lắm. Trước khi mình không nhân từ, mình không tha thứ, rồi Chúa sẽ giúp mình mở lòng ra, là Chúa con muốn nhân từ, con muốn tha thứ, anh chị em sẽ được. Và cái bệnh nhiều nhất là cái bệnh xét đoán. Có phải vậy không? Yeah. Mình hay xét đoán không? À, mình nhìn bề ngoài mình xét đoán rồi. Yeah. Phải không? À, cái mà nguy hiểm trong cái những cái ngày bầu cử này, tôi nói với nhiều người như thế. Nhiều khi gia đình gây gỗ nhau, đúng rồi. Bỏ nhau, bạn bè tao theo mà nói. Nói nổi cái cách nói không cũng không có cái trần rồi. Yeah. Tao ghét cái thằng Trâm. Tao ghét con mẹ Harris. Tại sao phải nói người ta cái thằng mẹ? Nổi trong cái đó là mình đã thấy mình bất xứng rồi. Mình không phải là con của Chúa rồi. Rồi bây giờ hỏi cái tội mình xét đoán này, mình có biết rõ là cái ông Trâm ông như vậy không, hay là vì báo chí? Mình có biết rõ cái bà Harris là như vậy không, hay là mình được bị quyền hưởng báo chí? Yeah. Hay là những người ông bà nó thích người này thì nó thật nhiều vốn là mình bị ảnh hưởng. Có phải làm cái tội xét đoán không? Xét đoán. Cho nên ngày hôm qua trong một bữa ăn tôi nói với mấy người, chúng ta là người Công giáo, cái tội chúng ta phạm nhất lúc này là xét đoán. Mình có biết được cái thế lực gì đứng đằng sau ông Trump hay là bà Harris không? Yeah. Còn lâu biết, biết thì thôi, nó mời ông ra làm tổng thống cho rồi. Sao mà đâu không? Sao không sao biết? Mà chính mình không biết, bây giờ mình dựa vào đó mình xét đoán có tội không? Có tội. Mình phải chờ thôi. Chúa đến để dạy cho mình đừng xét đoán. Yeah. Đừng có xét đoán, khổ lắm. Chả biết cái gì mà cứ. Tôi có người em á, kỳ lắm, cái cô này sự thật ra cô cũng biết học. Mà cô chứ luôn gửi mấy cái tin tức tầm bê tầm bá này ra không, chứ người ta không nói hoài, em ơi, đừng có phạm tội. Em có biết đó là ai không? Thôi, trong sạch, sống trong sạch là sao?
sống trong sạch là như thế này. Khi mình làm một cái gì đó, đừng có cái ẩn ý xấu ở phía sau. Đừng có cái ẩn ý xấu nhá. Chẳng hạn như rồi bây giờ thì ông Giao cũng đang cần computer đó. Mình bước cái computer tặng cho ông Giao, nhưng mà mình bước computer tâm hồn mình không trong sạch là điều này. Tại vì biết ông có chiếc xe mà ông muốn bán, khi mà mình cho computer ông bán rẻ xe cho mình, cái đó là không trong sạch. Mình hay bị cái đó không? Có là trong không, không có đòi. Làm sao chúng ta nghe cái bài chưa nói được. Chẳng hạn nữa, mình người Việt Nam mình vui, có cái tính hay ăn nhậu vui vẻ, cái đó có sao. Nhưng mà có một số người khi họ mời tiệc á, họ mời những người mà có khả năng để trả lễ lại cho mình. Mình mời nó năm rồi mình chưa thấy nó mời lại mình. Cái đó không có trong sạch. Không có trong sạch. Thành ra khi mình cho là cho hoàn toàn free. Mình có xứng đáng gì không mà được Chúa cho mình có sự sống không? Chẳng hạn như Phương Anh. Phương Anh có nghĩ rằng Phương Anh có xứng đáng không để được Chúa cho qua đây không? Dĩ nhiên là qua sự giúp đỡ của Tuấn, nhưng mà không, ở trên hết. Chúa sắp xếp, Chúa cho hết, Chúa cho hết. Ok. Bởi vậy ta nói với anh chị em, tin mừng nước trời là nhờ Chúa Giê-xu. Còn không có Giê-xu mình không hiểu nước trời là cái gì. Những cái điểm này mình nói là nói nó thuộc về nước trời. Không xét đoán, tha thứ, kiên nhẫn, nhân từ với nhau và khoan dung với nhau nha, khoan dung. Ôi hồi xưa, hồi mấy lần bố cũng nóng nảy lắm. Nóng nảy chẳng có khoan dung. Con lộn xộn bắt đè đánh. Còn Ngài còn dạy chúng ta tin tưởng cũng như cách thức cầu nguyện nhé. Và cầu nguyện không ngừng nhé. Cầu nguyện không ngừng. Cái mà anh chị tập hàng ngày đó, cố gắng mỗi ngày bỏ giờ cầu nguyện cho Chúa. Dĩ nhiên trong ngày mình có thể cầu nguyện được, đi làm mình nói lại Chúa, hôm nay cảm lại Chúa, hôm nay vui quá, cái ông boss hôm nay dễ thương. Mà sao hôm nay cái thằng đó nó cũng khó chịu quá, tôi còn dừng cho Chúa, cách đó mình cầu nguyện, dừng đến cho Chúa nhá, cách những cách cầu nguyện. Rồi từ khi nào tôi học về bài của mình, chúng ta đi sâu vào cái cách cầu nguyện, nhưng mà luôn luôn cầu nguyện và luôn luôn tỉnh thức về những cái điều mình thấy cái tin mừng chúng ta vừa nghe đó, là tin mừng về tha thứ, về không xét đoán, trong sạch, luôn tỉnh thức về những cái điều này. Đọc kế tiếp. Nếu chúng ta nỗ lực bước theo Chúa Giê-xu trên con đường hẹp, tuân giữ các giáo huấn của Chúa, chúng ta sẽ gặp Cha trên trời, vì chúng ta đang xây đời mình trên nền đá vững chắc và thuộc về gia đình của Thiên Chúa. Ok, cái điều này cần phải nhớ này. Nếu chúng ta nỗ lực theo Chúa Giê-xu trên con đường hẹp. Con đường hẹp là cái đường gì? Khó khăn. Đúng rồi. Khi nói đến con đường hẹp, không phải là đường chạy có một len thôi, nhiều khi đường 10 len cũng hẹp, phải không? Con đường hẹp ở đây là những khó khăn trong đời sống của chúng ta. Không ai không có khó khăn hết. Nhưng mà để một khi cảm nghiệm được tin mừng của nước trời rồi đó, chúng ta buộc, với đức tin của chúng ta buộc phải đi qua con đường hẹp, đi qua những khó khăn. Hay là nói theo danh từ mà trong đời sống của chúng ta sẽ trở thành con Chúa, là chấp nhận cái thập giá của mình. Những khó khăn đó gọi là thập giá. Không ai không có thập giá hết. Thập giá đó là cái gì? Thường thường là nó cái gì nó ngược lại với cái ý của mình, của tôi là thập giá. Cái ý ích kỷ đó, ý mà ích kỷ đó là cái đi ngược lại. Đó. Thì chúng ta khi mà chúng ta đã nhìn ra được tin mừng của Chúa là chúng ta cần phải đi qua cửa hẹp này. Nha. Cho nên hôm nay đi ra đường hoặc về nhà gặp vợ, gặp chồng, gặp cha mẹ, nó có cái gì nó không hài lòng nó thì ráng mà đi qua nhá. Ráng mà chấp nhận cửa hẹp trong vui vẻ, trong nhân từ, trong khoan dung. Nha. Đó là cái cửa hẹp. Chúng ta sẽ gặp, và như vậy chúng ta sẽ gặp Cha ra trên trời. Mỗi khi chúng ta làm được những cái điều đó là nước trời ở trong chúng ta rồi nhá.
Nước trời như tôi nói không phải là một cái nơi chốn, nước trời ở ở trong mình rồi, trong một là một cái trạng thái. Nước trời đó là cái gì? Nước trời đó là sự bình an. Nhớ này, định nghĩa nước trời này, bình an này, công bằng và yêu thương nhé. Khi nào chúng ta qua được cửa hẹp, chúng ta sẽ chắc chắn cảm nghiệm được bình an. Bây giờ ví dụ anh chị em mà làm cái điều mình muốn nhưng mà mình làm xong mình cảm thấy yên tâm lắm, vui lắm chẳng hạn. Có cái người đó họ nghèo quá, họ cần 10 đồng. Mình trong túi có 10 đồng mà mình cho đi. Anh chị em sẽ cảm nghiệm thực sự là một cái sự vui, một niềm bình an, một cái tình yêu lạ lùng. Và cái đó là dấu chỉ của nước, nước trời. Nước trời là ở chỗ đó nhé. Cho nên nước trời không phải sai cách chúng ta đâu nhé. Nếu chúng ta nỗ lực bước theo con đường hẹp đó, tuân giữ các giáo huấn của Chúa. Giáo huấn của Chúa là dễ lắm, dễ nhưng mà khó làm đó. Dễ là sao? Tha thứ. Dễ không? Không. Khó. Đừng xét đoán. Khó. Yêu thương. Khó. Khó lắm. Khó. Nhưng mà mình đã nhận ra cái hạnh phúc của nước trời rồi thì tùy mình lựa chọn đi hay không đi nhé, theo hay không theo đó. Rồi chúng ta được tiếp nội dung những điều Chúa Giêsu đã giảng về một Thiên Chúa là Cha và là người Cha hằng yêu thương, đón đợi chúng ta về chung hưởng hạnh phúc đời đời. Đó cũng là điều mà Hội Thánh đã tuyên xưng trong Tin Kinh Thánh. Tôi tin vào một Thiên Chúa là Cha toàn năng, và sách Thánh nói đó là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mai mốt chúng ta học nhất là khi chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Mừng lễ Giáng sinh là lễ gì? Con Chúa Thiên Chúa xuống làm người nhé. Con Thiên Chúa xuống làm người có nghĩa là Chúa đã ở giữa chúng ta, không phải thân xác của con người mà thôi, mà cả chính Thiên Chúa ở giữa chúng ta nhé. Thì đó là nước Thiên Chúa có ở trong nhà đó không? Không. Trăm phần trăm con nước Thiên Chúa rồi nhé. Cho nên trong nhà không được có phòng dư. Phòng dư là nguy hiểm. Có phòng dư cái dẫn qua đó ngủ. Trời ơi, chị nói vậy nha. Khi mình không có Chúa rồi đứa nằm dưới đất Chúa nằm dưới sao? Mày không xuống tao còn đạp mày xuống nữa. Nước trời có phải là một nơi chốn không? Không. Nước trời có phải là nơi nào không? Không. Anh Lý, nước trời có phải là một chỗ nào không? Nó là một thực tại vốn vô hình nha. Anh chị đi theo cái chương trình này, anh chị hà mình xuống, coi mình nhỏ bé, tìm kiếm nước trời. Nếu nó sẽ không có tính cách tổng quát, nếu những người đó tự kêu tự cho mình là to lớn, nước trời rất dễ đến với những người khiêm tốn, cho mình là nhỏ bé nhé. Rồi kế tiếp, tính cách ưu việt và siêu việt của nó, chúng ta đọc to lên. Chúa dạy chúng ta phải ưu tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa trước hết, còn mọi thứ khác Ngài sẽ ban cho sau. Ok, đó, tìm kiếm nước Chúa trước hết, mọi sự khác Chúa sẽ lo cho. Tôi thấy có cái bà đó mà về Việt Nam, mà bà đi ra cái chỗ nào đó nghèo quá, bà có được còn mấy trăm bạc để chuẩn bị đi về. Đi về lại Mỹ, và bà thấy bà cảm động quá, bà không phải thương quá, bà cho luôn cái trăm đó. Khi về Sài Gòn, trước khi một tuần trước, bà dò cái số, bà về bà cùng mua đến cái số rồi đứng bán số ở ngoài đường, bà mua, bà dò bà trúng gần là nó là. Thì bà đã tìm nước Chúa trước rồi mà sẽ được cho rồi vậy. Cái chuyện này nhiều trong đời sống của chúng ta, chúng ta để chúng ta dám làm thì chúng ta sẽ càng cho thì càng nhận nhiều. Nghe thì vậy nhưng mà ai cũng sợ cho thì lấy gì mà đi chờ tiền đâu. Ai cũng biết rằng khi mình chết mình đâu có mang gì đi được đâu, đúng không? Có đúng không? Có tin lời không? Có tin chuyện không?
tên ông chị Liên, cái chị chết chị mang đi còn bao nhiêu tiền không mang, mang đi được hết không? Không. Nhưng mà mình vẫn mình chờ. Em cái gì? Nhưng mà có ba đứa con, ba đứa con đó nó, bố nó làm cái di chúc chết á, khi chết á, khi bố chết thì mỗi đứa cho bố 100 ngàn, à, ông chết rồi mà ông còn còn 2 tiền á, à, thế thì thằng thứ nhất nó tới đứng trước quan tài của bố, nó lấy cái check nó để trống, bây giờ đứng cái ai nó để trống, nó kiếm 100 ngàn nó bỏ vào trong trong cái hòm á. Thằng thứ hai nó chết anh mình, à, cùng làm cái check cái bao nhiêu đó không? Thì chắc là hai đứa nó cảm thấy làm bố vui rồi. Cho cái chết thôi mà, đâu cho tiền đâu. Ở đứa cái chết nhà bố đâu có rút tiền được. Cho cái chết thôi mà, đâu cho tiền đâu. Cái thằng thứ ba đó, nó tới đó, à, nó ký cái chết. Được. Nhưng mà nó cho bố. Không, nó không để gì hết. À, không, nó ký cái chết 300 ngàn. Nó cứ check bạn mấy thằng kia đó mà thì nó mới lấy hai cái check kia ra, nó bỏ cái check 300 ngàn thôi đó. Ai khôn anh út không hơn tôi út khôn anh đi đổi đem cái đưa tiền chẳng hai cái check không đem về nó bỏ tên nó buộc nó lấy 200 mà nó chỉnh đeo cho vui thôi. Chết không mang gì được cho nên cái nước, nếu mình tin vào cái tin mừng nước trời là như vậy, là bố thí là cho đi, và chính khi mình chết á, Chúa nói hoài và tôi cũng tập nữa là cái gì nó đi theo mình, cái lòng bác ái của mình, cái lòng bác ái của mình nha, cái lòng bác ái chỉ có cái đó đi theo mình thôi, và có hạt là phải hy sinh mình. Nha, phải vác lấy những cái đau khổ của mình. Và khi mình vác vậy đó, có ai vác với mình không? Có. Ai? Chúa. Phải tin như vậy. Chúa Giêsu có cái hay này này. Chúa đến gieo tin mừng vào. Không những Chúa nói mà Chúa làm nữa. Cho nên chúng ta luôn luôn có một người bên cạnh chúng ta để giúp chúng ta. Chúng ta mới bước một bước mà Chúa đã giúp chúng ta bước 2 bước rồi. Cứ tin tôi đi. Anh chị em thấy tôi năm này, ai hỏi tôi mấy tuổi, tôi cứ nói tôi 28 tuổi. 82. 82 rồi. Nhưng mà tôi vui lắm tại vì mình yếu người. Ờ, thì tâm, nhìn phong độ đẹp quá trời. Thật là giống 28. Giống 28 á, mà mới giống 28. Thầy giống chung, khỏe lắm nha. Con thì ra tới chia sẻ ra mà nhìn đẹp quá đi được con được mình cứ tin chú nói sao thì mình cứ ra mình biết mình không tự nhiên mà đứng lên được, cứ theo mình mỗi ngày đọc lời Chúa rồi tự nhiên thấy nó sướng lắm. Yeah. Đang nói gì nói tôi chạy tôi quên hết chạy nói sức trẻ quá thì hết rồi. Tôi nói là nếu mình tin rằng cái nước trời là sự sống đời đời của mình, sự sống đời đời của mình, của tôi anh chị em, khi nào nó mới có? Có rồi. Có ngay từ bây giờ, khi anh chị tin vào cái tin mừng này ra và sống, đừng có nghĩ là mình phải hoàn toàn mới được không? Cố gắng từng ly là bắt đầu có nước trời rồi, nước trời có ngay từ đây rồi, nhớ. Thì anh chị sẽ thấy nó vui lắm. Mai mốt ai hỏi tuổi, đừng có nói tuổi mình. Tôi mới sinh ra được có mấy ngày. Mình phải vui vậy. Thành thử không ai không có những khó khăn hết á. Đồng ý không? Dạ. Ai cũng có hết á. Không, nhiều khi khó khăn cũng phải do mình. Mình do cái thằng khác gây ra hay con mẹ. Để nó gây ra cho mình. À, nhưng mà cái đó cũng là thuộc loại thánh giá mình phải phát. Nhá, mình phải phát. Thành tình nếu anh chị ý thức được như vậy rồi đó, ôi trời ơi, mình biết trước rồi. Mình được thì cái này là cái tham gia là cơ chơi luôn, kể nó. Vác được bao nhiêu vác, chưa vác tiếp. Chứ bây giờ mình thấy khó khăn, mình thấy tham gia mà mình tránh đó,
mình chạy chạy khỏi những cái đó không dài dột vô cùng. Tại vì những cái khó khăn đó khi mình biết được tin mừng rồi đó, mình sẽ trở thành thấy cái nó là opportunity, là cơ hội để mình vào nước trời nhé, cơ hội của mình để vào nước trời. Cho nên mỗi lần mà tôi nói cái này, nhớ những cái lúc đó mà gặp những lúc đó mà nhớ lời tôi được cầu nguyện với Chúa, ông trời ông thầy bà trong đó vậy. Ông biết cái thanh gia này của con nó lớn quá, ông gặp ông có dám bắt không? Nhưng mà tôi... Chúa nói vậy là cây nhẹ nhất đó con. Con tưởng nặng nhất mà nó là cây nhẹ nhất đó con. Đúng rồi, mà con xin đổi thanh gia là kẻ lắm, đổi cây Chúa đưa cho cây nặng hơn được. Câu chia nên, cái này thì anh chị em ơi, nếu mà anh chị em nghe những lời tôi nói, những lời giáo hội nói thế này, it makes sense, nó có ý nghĩa cho đời mình, cứ tập thôi, tập từ từ đi. Không ai có thể nên thánh ngủ một đêm rồi đêm sau rồi có cái hào quang thế đâu, lâu cho đến cái chết bay ra. Cho nên cái vui của mình đó là mình biết mình yếu đuối, mình biết mình không hoàn toàn, đó là cái niềm vui. Bởi vì mình, khi mình biết vậy thì mình vui ở chỗ nào, mình có nơi để mình nương tựa, đúng không? Mình chạy tới, mình chạy tới ông Lý, chạy tới anh Giang, nương tựa, không? Mày chúng tao này, mình chạy tới Chúa, đi Chúa vui lắm, ok. Bây giờ này, trong tâm lời rao giảng của Giê-xu là gì? Câu ở dưới, trong tâm dưới xuôi rõ ràng là về cái gì? Và về nước trời. Về nước trời, không ai trả lời hết. Trong tâm dưới xuôi dạng này giờ là về cái gì? Nước trời. Nước trời, nước Chúa nhá. Nước của gì? Nước của bình an, nước của yêu thương, nước của công bằng nhá. Rồi, chúng ta phải sống thế nào cho đẹp lòng Cha trên trời? Sống thế nào? Theo những cái gì Chúa dạy nè. Dạ, trở nên giống Cha. Trở nên giống Chúa. Những cái thứ này, nhìn nữa. Kiên nhẫn này, yêu thương này. Khoan dung này. Nhân từ. Khoan dung này. Xét đoán nhiều nhiều này. Xét đoán nhiều nhiều. Đó, rồi. Khi nào nước trời hiện diện khi nào? Từ lâu rồi. Khi nào mình thực hiện những điều Chúa dạy? Khi nào mình thực hiện điều Chúa dạy thì mới có. Tuần này cố gắng thực hiện đấy, tuần tới khoe Đức Trời ở với con cả tuần lễ đây. Okay. Đó gọi là khoe, nhưng mình chia sẻ cho nhau biết. Nhiều khi Đức Trời nó chỉ ở 1-2 phút cũng được. Dạ. Thứ được 2 phút rồi cãi nhau tiếp. Ừ, được 2 phút. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi là có nước trời rồi đó. Đó, khi mình xin lỗi nước trời rồi. Dạ. Khi mình chạy vô giường mình nói, em xin lỗi, cho em nên nằm lại. Nằm lại với lại. Cho em nên nằm lại. Anh xin lỗi, sao lại em xin lỗi. Cái nào được? Cái nào cũng được. Nó có bắt đầu đòi hỏi rồi đó. Cái đó là không được nha. Đòi hỏi rồi đó. Tại tự mình bỏ đi thì tự mình quay về chứ. Ok, phải xây dựng nước trời như thế nào? Ai nói một vài cái đi. Xây dựng nước trời sao anh? Phải làm việc bác ái. Bác ái, nhà vũ thí. Sống khoan dung, sống trong sạch. Cho được cái gì cho? Cứu giúp, tha thứ. Ừ. Nhân ơi, từ, không xét đoán. Bây giờ tôi xin một câu hỏi, từ một câu hỏi đến câu hỏi gì nữa. Câu hỏi không thuộc về cái bài này đừng. Câu hỏi gì được. Đừng có hỏi gì về ông Trump với bài ấy, reset. Đừng hỏi gì chị. Hỏi tôi đi. Hỏi đàn tôi đi. Chẳng hạn là... Hỏi thì thích nhiều không? Ai để đi. Lúc mà thầy cãi nhau với vợ thầy, thầy có thấy ghét vợ thầy không? Thấy gì? Có thấy ghét không? Ok. Bây giờ thầy nói thật cái này nha. Thì thầy sẽ nói là cái mặt mà thấy ghét. Đúng rồi. Cái câu hỏi này. Lúc không cãi thầy thường, cãi là thấy ghét rồi. Thấy ghét, thì mình nhìn con bé thấy ghét. Bây giờ thầy chia sẻ câu hỏi này, nhưng mà phải tin thầy nha. Phải tin thầy nha. Nói vậy là có tin rồi. Sợ tao không tin, mày yêu tin.
thì đâu phải Chúa đâu, nó tin tin kẻ nó chứ. Nhưng mà khó chịu nhau thì có, nhưng mà cái này mà thầy không biết, thầy cô không biết cái câu hỏi đó, thầy cô không biết cho đến một ngày nào đó mấy đứa con thầy á nó nói với nhau mà thầy cô ngồi trong phòng nghe được, sao mà chị em mình không bao giờ thấy bố mẹ cãi nhau? Ơn Chúa thôi, phía ơn Chúa thôi. Thầy cô cũng bất xứng lắm mà không hiểu sao hai người không có cãi nhau, thì hơi khó tính với nhau thì là. Dạ thầy, nghe thầy cô nghe nói là thầy. Tuấn nói để thầy nói với Tuấn riêng nha. Thầy dạy hôn nhân 40 năm. Điều thầy nói với là nam giới đó, mấy anh á muốn hạnh phúc không đấy, muốn ok muốn à, đây là cái bí quyết này, phải coi vợ mình là boss của mình, phải thương vợ mình như là bà boss của mình. Ôi trời, có mấy đứa như vậy, trời, thầy dạy kiểu này ai mà theo thầy được. Thế tuy thì đâu thôi. Có hạnh phúc được, thầy nói thôi. 4 năm sau, 3 thằng trở lại. Sao con khỏe như vậy khỏe? Hồi xưa con nghe thầy thì bây giờ con đâu thế này. Con thế nào? Thì con ly gì rồi? Nghe tốt. Tại vì này này, thầy rất như thế này mà nhiều đứa nó cười. Chúa dựng ai trước? Đàn ông trước. Chúa dựng ai trước? Adam trước. Adam là đàn ông trước, phải không? Rồi sau đó Chúa lấy cái sinh sườn đàn bà, Chúa dựng nên người đàn bà, phải không? Phải không? Vậy thì đây là câu chuyện tếu, nhưng mà nó cũng giúp cho đời sống thiên thiên của mình. Cứ chuyện tếu thôi. Thầy nói Chúa tuy là hoàn hảo nhưng mà cũng thiếu sót. Chúa dựng nên mình là đàn ông rồi, Chúa dựng người đàn bà chi vậy? Có bộ thiếu cái gì đó. Cho nên Chúa dựng thêm người đàn bà. Khi dựng đến đàn bà dành tới cái Adam ấy, đây là sinh tôi, thịt của tôi, đây là người à. Vậy thì cái sản phẩm bây giờ con làm sản phẩm thứ hai đi, nó tốt hơn sản phẩm thứ nhất không? Không, tốt hơn chứ, tại lúc kinh nghiệm thì bởi vậy, cho nên thầy mới khuyên mấy thằng đi học hôn nhân với thầy, tụi con cố gắng coi vợ là trên hết đi, sản phẩm thứ hai là nó tốt hơn rồi, tốt hơn chứ, hoàn hảo hơn. Thầy lý luận đơn sơ vậy thôi mà tụi nó cười, nhưng mà nó giúp về cái vấn đề thiêng liêng lắm á, giúp lắm á. Chúa làm Chúa hành đạo nhưng Chúa đâu sai được, nhưng mà thầy nghĩ vậy thì chứ buồn cười vậy. Rồi bây giờ câu hỏi nữa, nhưng mà Chúa dẫn lên em vào để làm bạn với lại Adam, nghĩa là vì Adam thì Chúa dẫn lên. Vì Adam chứ dựng vì thương bà. Adam mà làm Eva Adam. Chứ vậy thì mình có nên thương vợ không? Có chứ. Eva tới để làm cho Adam vui mà. Nên thương vợ không? Phải biết ơn Eva chứ. Có qua có lại là con người, ok? Cái bài phúc âm có qua có lại là con người. Còn mình là con của Chúa, không có qua có lại. Cho là cho luôn. Cho mày hết luôn. Nhưng mà hay là cứ suy gầm về cái chuyện tếu mình nói hôm nay đi, trước khi lên bàn thờ. Lên bàn thờ tại đâu? Nó ý nghĩa không cần, ý nghĩa. Để chúng ta cùng nhau đứng lên để cái đọc lời nguyện cùng nhau. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu Kitô, nhờ Chúa làm người và nhờ Hội Thánh rao giảng mà chúng con nhận biết Chúa Cha, đấng hằng mong đợi chúng con về chung hưởng hạnh phúc nước trời. Xin Chúa ban Thánh Thần để chúng con nỗ lực sống yêu thương và biến đổi thế giới này thành thế giới của Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sa trước cám dỗ
xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ok. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn Thầy. Phần chúng mới. À, cùng mình chắc đất nước này. Rồi, giờ nó phải cho ví dụ như cả ông Trung với bạn Alex, ai cũng cầu Chúa để tác cử như vậy, giờ Chúa cho ai nhận được là tốt. Cả Trung và Harris. Bây giờ Trung với Harris, cả hai người đều cầu nguyện Thiên Chúa. Hỏi là hơi khó. Rồi bây giờ Chúa nhường, Chúa bây giờ Chúa cho ai làm tổng thống? Cho đó Chúa làm. Con đó, đâu? Câu hỏi đó con hỏi giao anh Lý Phương Anh, chị Lý hay là hỏi thầy? Thì cũng phải Chúa. Giờ cả hai, ý là nếu như cả hai đều cầu nguyện thì Chúa làm sao Chúa biết được mà Chúa cả hai? Nếu thầy là Chúa thì cả người đứng thấy ngay Chúa. Nhưng mà phải tin một điều này này nhá. No matter what, ai lên mình phải tin rằng Chúa vẫn là cái người control. Yeah, control. Rồi, cảm ơn Thầy, chào Thầy. Xong rồi các bạn. Nó không có nắng mà không có mưa mà nó cũng lui ui. Rồi tắm chạy về, tắm đi làm. Hôm nay là bài giảng của cha hôm nay là có hai điều quan trọng nhất, là hai điều gì? Thứ nhất đó là yêu mến Chúa. Thứ hai là yêu mến tha nhân. Yêu mến người thân, yêu mến những người xung quanh. Hai điều đó quan trọng nhất. Cái bài học hôm nay hay lắm các bạn. Cái bài học hôm nay nói về nước trời. Nước trời là ở đâu? Ngày xưa Tâm không hiểu á. Tâm không chưa có đi học giáo lý á, Tâm không tưởng là nước trời nghĩa là thiên đàng. Nghĩa là nước trời tức là khi mình chết rồi là mình đi lên trời. Tâm tưởng nước trời là ở đó. Nhưng mà hôm nay Tâm học rồi Tâm hiểu là nước trời tức là hiện tại vẫn có nước trời. Nước trời đó là một cái tên gọi thôi. Nhưng mà thật ra không có nhìn thấy. Đó là cái sự tha thứ, bao dung, không xét đoán, rồi cứu giúp người khác, là việc bác ái. Đó là mình xây dựng nước trời rồi đó. Rồi khi mình chết đi thì cái đó nó mới còn mãi. Tức là cái tốt mình làm ra đó thì người ta mới nhớ tới mình nhiều, nhớ tới mình qua cái việc đó. Về tâm đi làm đây. Xin cảm ơn các bạn đã xem video đi lễ, đi học của Tám nha. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật là bình an và vui vẻ bên gia đình, người thân của mình. Còn bây giờ Tám sẽ về Tám đi làm. Tám phải đi làm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye.